Thưa quý vị, chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân yêu đang đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Và xin cảm ơn điện máy Chợ Lớn đã đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị thân mến, đêm hôm nay là một đêm rất đặc biệt luôn. Thưa quá quý vị, đặc biệt. Những người giỏi nhất, tài năng và dí dỏm nhất đã lọt vào đêm chung kết mà chúng tôi gọi là siêu kinh điển. Quý vị biết quán quân hoàng của chúng tôi là trong đó có Lê Dư Bảo Lâm rồi đó. Dạ. Thì hôm nay cậu ấy lại tiếp tục trở lại và lại quán quân hoài. Oh. Hồi chưa là quán quân hoài. Dạ đúng còn rồi. Còn nếu đêm nay chiến thắng là quán quân hoài. Cũng chưa chắc anh. Thì đội kia còn không phải dạng vừa. Dạ. Đội kia là những doanh nhân thành đạt. Ồ. Kính thưa quý vị, đội đầu tiên đó là anh Hùng Thuận, Kali và Tú Vi. Thì ngày hôm nay Hùng Thuận và Kali cũng như là Tú Vi đã trở lại với chương trình để cùng đấu với một đội kia cũng là không phải dạng vừa. Căng thẳng lắm à. Tại sao lại căng thẳng? Hôm nay là một bộ đề xuyên suốt rất dễ luôn, dễ nhất chưa từng thấy. Ủa vậy hả? Giống như là hôm nay là ban tổ chức muốn trao cho hai đội một cái thế cân bằng, đội nào cũng có thể thắng và đội nào cũng có thể thua. Mà tụi em xin cái được không? Xin gì ạ? À? Mình lên đây mình giao lưu thôi, mình khỏi chơi được không? Tại sao ạ? À? Tại vì á, nói chung á là cái đội ba, kia ba tụi em, đội ba kia tụi em là ai cũng giỏi hết trơn á, mà có quán quân hoài rồi, đội kia là đã có quán quân hoài rồi. Bên mình muốn quần quờ, bên kia tới ba quờ, bên kia là quờ. Đó, cho nên hôm nay mình giao lưu thôi. Ủa sao kỳ vậy, mình chưa chơi mà sao mình nhục chí vậy? Sợ. Sợ gì? Tại nghe đồn bên kia chơi xấu quá, nghe đồn. Nghe đồn. Nghe anh Bảo Lâm á, hung dữ lắm. Hung dữ nghe đồn. Thực ra Lê Dư Bảo Lâm là một người giống như bạn Mỹ đó. Nhưng mà cũng dễ thương, không có gì đâu. Thôi mấy đứa vô trong vị trí đi, vô vị trí. Thôi đừng xả dao nữa, Kính thưa quý vị, tiếp theo sẽ là Lê Dương Bảo Lâm, Khả Như và Mạc Văn Khoa. Lùi lại mấy đứa ơi. Đâu trời dưới tập trời mà. Trời ơi. Sao tự nhiên đi qua đây. Qua đây sao em bị sen tâm lum vậy? Đó. Rồi, trời ơi giống như hai đứa bảo đi vệ lại, hả? Đi lại. Cho em lại. Cho em lại nè, nó bị nhầm lẫn á. Mấy cái đội mình làm màu hay thua nó quý vị. Alo lại. Lại. Xin mời đội đến từ trái tim. Ây da. Như em lớn chứ trong đám sao em chơi kỳ như em mặc nó giấy mà. Nó cứ xúi em hoài, bữa hổm mà em với Lâm làm cái event, cái kêu em đi ra chào em lộn mẹo vô chửi em. Hay em quá à, đau quá à. Rồi không sao cả, Bảo Lâm, Khả Như, Mạc Văn Khoa. Lại. Sao xét cái gì vậy? Lại. Đúng quá, sao nay đúng vậy ta? Tại mấy nay em chiên đậu anh. Chiên đậu. Cái dầu nó ám vào mất tiếng. Lại. Bảo Lâm, Khả Như, Mạc Văn Khoa. Chào mừng quý vị bạn đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Rồi, như vậy là hôm nay chúng ta chào đón đội thứ hai là Lê Dư Vũ Lâm, Khả Như và Mạc Văn Khoa. Dạ đúng rồi. Phần giới thiệu và giao lưu đến đây kết thúc, xin mời. Không, anh chào em chuẩn bị nhiều lắm. Tuy tài sản của anh số lượng phải chăng, nhưng em trong tim anh luôn như thế nào? Này hề mới biết được. Nhưng em trong tim anh. Cái này hề mới biết được. Số lượng phải chăng đó. Trời sao tự nhiên khó vậy? Từ lâu anh chỉ xem chúng ta như đôi bạn thân, nhưng trong một tâm anh vẫn mong được nhiều hơn thế. Nó đó. Sẽ chia nhau buồn vui. Anh sợ mình không có tài ngày sản mai sẽ. Cái gì càng tết càng dễ thấy. Trời ơi, ngã bảy Hậu Giang quá trời. Này lại cũng biết nha. Lê Vũ Lâm nói ở Hậu Giang nhiều là em cất nhà chứ nhiều lắm hả? Không, em cất thành phố mà. Ủa cất hồi nào? Không có gì hết. Chưa thấy mời tăng gia. Chúng tôi vì thấy quá dễ nên 30 giây dành cho Lê Dư Bảo Lâm. Thôi anh thôi. Thôi. Đúng giờ cho em đi. Đúng 2 phút. Đúng giờ đúng 2 phút cho em đi ạ. Thôi 1 phút thì mình chấp bên kia 1 phút. Em chấp. Không. Nếu mà chấp thì Harry lên đây em chấp là chấp anh Giang mời cho người ta. Chứ Harry đây là một bất lợi cho em rồi. Đúng không? Chắc rồi, chấp anh chấp Harry luôn. Rồi, ok. Ok.
Trời ơi, tự nhiên nói cho sang mày làm chi vậy? Không, mà không biết sao tôi chỉ thích lắm lắm luôn á, thiệt á. Anh nhìn em này, em không biết sao tôi thích em này lắm luôn á. Để đâu? Mê lắm. Nam đứng dưới đất thấy rất nhiều dây điện trên cao, Nam sẽ nói gì? Dây điện trên cao. Trả lời luôn anh. Viên đậy, dây điện trên cao, dao điện trên cây, dao dao điện, diện điện cao, đạp cạo điên, diện điện, dây điện, diện độc lợi. Thua non đi. Thua non là sao? Là mình bỏ cuộc, mình đi về. Hôm nay chị thà chết chị cũng không thua em. Mẹ nhờ Dương Lâm mồm to đi ra bờ sông. Hỏi mẹ nhờ Lâm làm gì? Đố chữ nha. Hỏi mẹ làm mẹ nhờ làm gì? Sông anh ngoài nhờ ngọc mồm to. Bà cười gì? Nhanh, hết giờ. Ta trả lời xong đi hả cười? Cười xong mới trả lời hết giờ. Minh nào biết hát? Minh xù. Minh nào biết hát? Kể tên ca sĩ mà có chữ. Minh nào biết hát? Minh nào biết hát? Minh xù biết hát mà, Minh xù MC nó biết hát. Nhưng mà phải hát hay mới được nha. Hát hay mà. Ủa chung đội sao làm khó nhau vậy? Minh xù. Anh thích tôi bây à? Sách nào không có chữ? Sách lược á. Đúng. Là chiến lược để đánh nhau á, đấy. Khoan, chiến sách chiến lược đánh nhau sao không có chữ? Sách lược, nó có sách lược ở trong những bộ phim ấy, nó có sách lược. Sách lược, ví dụ như này Lâm. Thưa tướng quân, đã có sách lược gì cho trận chiến sắp tới chưa? Dạ có trong đầu nhưng mà chưa in ra chữ. Đó trong đầu. Rồi, thế ta là tướng quân, Lâm. Dạ. In ra cho ta. Dạ không được, bây giờ loạn lạc lắm rồi. Nếu như chúng ta mà in ra thì chúng ta sẽ mất rất là nhiều thời gian trong khi in. Đúng không rồi. Không có pen, không có pen. Được, xuống. Hai, cái này đồng đội. Đồng đội kỳ vậy. Trời ơi, trời ơi.